Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Nga không nhận được đề xuất nghiêm túc để đàm phán với Ukraine. Tướng Mỹ thừa nhận Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân vượt xa Mỹ. Hamas khẳng định Nga đóng vai trò chính trong việc giải quyết xung đột. EU viện trợ 21 triệu euro nhằm cải thiện an ninh lương thực tại Afghanistan. Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Nga không nhận được đề xuất nghiêm túc để đàm phán với Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo ở Antalya ngày 2 tháng 3 rằng Moscow không từ bỏ ý tưởng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng nhận thấy Ukraine và các nước phương Tây không có mong muốn thực sự về điều này. Nga chưa thấy bất kỳ đề xuất đàm phán nghiêm túc nào kể từ khi thỏa thuận hòa bình Istanbul mùa xuân năm 2022 thất bại. Ngoại trưởng Lavrov nói với các nhà báo tại diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tuần này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời đóng vai trò trung gian trong quá trình này. Đây không phải là một câu hỏi dành cho chúng tôi, ông Lavrov nói khi được hỏi về các cuộc đàm phán tiềm năng và sự sẵn sàng của Ankara trong việc cung cấp nền tảng cho một cuộc đối thoại như vậy. Chúng tôi xác nhận một lần nữa rằng Nga chưa bao giờ từ bỏ các đàm phán hòa bình, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định. Vào tháng 11, David Arakhamia, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine ở Istanbul, tuyên bố rằng Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson đã tới Kiev, đồng thời thuyết phục chính quyền Tổng thống Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán. Bản thân ông Johnson đã phủ nhận mọi vai trò trong việc này. Vào mùa thu năm 2022, ông Zelensky ban hành sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, sau này được gọi là công thức của Zelensky. Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi tất cả vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể được tiến hành. Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước phương Tây vì đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào. Nga cũng cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình miễn là tính đến thực tế trên thực địa. Cũng trong ngày 2 tháng 3, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố lợi ích chính đáng của người dân Donbass chưa bao giờ được các quốc gia phương Tây tính đến. Ông nói thêm, khi những người đó vẫn còn chính thức là công dân của nhà nước Ukraine, chính phủ của cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko và Zelensky đã liên tục từ chối các quyền của họ. Chúng tôi không thiếu thiện chí cho các cuộc đàm phán, ông Lavrov nói và cho rằng Moscow nhận thấy phía bên kia đang thiếu thiện chí. Ông nói thêm, phương Tây cũng thiếu hiểu biết về tình hình thực địa và vẫn tìm cách đánh bại Nga bằng các biện pháp quân sự. Tướng Mỹ thừa nhận Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân vượt xa Mỹ. Tướng không quân Anthony Cotton, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cho hay, Nga đã sở hữu kho vũ khí hạt nhân vượt xa Mỹ và đang tích cực hiện đại hóa kho vũ khí này. Thông tin được tướng Anthony Cotton nêu trong văn bản trình Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ, theo RT đưa tin. Vị tướng Mỹ chỉ ra, cùng với Trung Quốc, Nga đang nhanh chóng cải thiện vị thế trước Mỹ và các đồng minh trong nhiều lĩnh vực. Tốc độ của những thay đổi này đang tăng và nhanh hơn nhiều so với vài năm trước. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ đề cập tới tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2, trong đó khẳng định các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã gần như hiện đại hóa hoàn toàn. Ông cho biết, trong bộ ba răn đe hạt nhân Nga, phần năng lực hạt nhân của Hải quân Nga đã được nâng cấp gần như 100%. Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất so với bất kỳ quốc gia nào, vị tướng này cho biết. Ông đã đặc biệt đề cập đến tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT và các tàu ngầm hoàn toàn mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga. Tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT được phê duyệt để đưa vào nhiệm vụ chiến đấu tháng 9 năm 2023. Trong thông điệp liên bang ngày 29 tháng 2, Tổng thống Putin cho biết sẽ công bố đoạn phim về tên lửa SAMAT trong hầm phóng. Là một trong những vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Nga, SAMAT có tầm bắn ước tính khoảng 18.000 km. Các loại vũ khí khác của Nga được tướng Mỹ Cotton đề cập bao gồm tàu ngầm lớp Borei và lớp Yasen-M. Theo tướng Mỹ, Moscow cũng đang mở rộng và hiện đại hóa các phương án hạt nhân ngoài bộ ba hạt nhân cổ điển. Ông hướng sự chú ý của các thượng nghị sĩ Mỹ đến tên lửa siêu thanh Kinjal và Sircon, hai loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Cũng trong phát biểu tuần này, Tổng thống Putin cho biết hai loại vũ khí trên đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các tên lửa siêu thanh được phóng vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine có giá trị cao.
năm 2018, Tổng thống Nga cho biết tên lửa Kinzhal có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có các biến thể thông thường của tên lửa này được sử dụng ở Ukraine. Hamas khẳng định Nga đóng vai trò chính trong việc giải quyết xung đột. Hamas khẳng định Nga đóng vai trò chính trong việc giải quyết xung đột Palestine-Israel, trái ngược với Mỹ và Israel. Phó lãnh đạo Bộ Chính trị phong trào Hamas Musa Abu Majok khẳng định, chúng tôi muốn Nga trở thành nước đóng vai trò chính trong việc đối trọng với Mỹ và Israel. Chúng tôi kêu gọi và đề xuất Nga cần được một số quốc gia ủng hộ trong việc này. Và chúng tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu để đạt được sự cân bằng trong việc dàn xếp xung đột, ông Majok cho biết. Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay Israel đã ít nhiều chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 6 tuần trong cuộc chiến chống lại Hamas ở dải Gaza. Các nhà hòa giải đang cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan, tháng ăn chay của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 10 hoặc 11 tháng 3 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng đã tàn phá Gaza. Quan chức Mỹ giấu tên nói với phóng viên rằng có một thỏa thuận khung và lệnh ngừng bắn mà Israel ít nhiều đã chấp nhận. Quan chức này cho biết đây sẽ là lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Gaza, bắt đầu từ hôm nay nếu Hamas đồng ý thả các con tin dễ bị tổn thương như người bệnh, người bị thương, người già và phụ nữ. EU viện trợ 21 triệu euro nhằm cải thiện an ninh lương thực tại Afghanistan. Cổng thông tin Khama Press dẫn thông báo của Chương trình Lương thực Thế giới cho biết Liên minh châu Âu EU đã đóng góp 21 triệu euro, tương đương với 22,8 triệu đô la Mỹ cho quỹ nhân đạo Afghanistan. Khoảng 300.000 người ở Afghanistan dự kiến được hưởng lợi từ quỹ này. Theo EU, mục đích chính của sự hỗ trợ này là cải thiện tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng ở Afghanistan. Một quan chức EU tại nước này cho biết, đồng thời khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan. Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng tổ chức toàn cầu này chỉ có thể đảm bảo 3% ngân sách cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Các trận động đất gần đây và việc trục xuất người di cư từ các nước láng giềng đang làm tăng nhu cầu viện trợ ở Afghanistan. Tình hình nhân đạo ở nước này vẫn rất nghiêm trọng, với hàng triệu người phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực, phải di rời và mất an ninh lương thực. Bên cạnh đó, nhiều năm xung đột, bất ổn chính trị và việc Taliban quay trở lại nắm quyền đã làm trầm trọng thêm những thách thức nói trên. Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Ngày 2 tháng 3, Quốc hội Hungary đã chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO và chuyển dự luật này tới Văn phòng Tổng thống Hungary để ban hành trong những ngày tới. Các nhà lập pháp Hungary đã chính thức chấp thuận việc gia nhập NATO của Thụy Điển, xóa bỏ rào cản cuối cùng trong một bước đi lịch sử của quốc gia Bắc Âu này. Động thái của Hungary đã diễn ra sau chuyến thăm của Thủ tướng Thụy Điển tới Budapest đã chấm dứt nhiều tháng trì hoãn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phải đối mặt với áp lực từ các đồng minh NATO để Thụy Điển gia nhập liên minh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo Thụy Điển thực hiện trong NATO, các bước đi để nước này nhận tư cách thành viên chính thức của NATO. Dựa trên điều này, Moscow sẽ có những phản ứng phù hợp. Đại sứ quán Nga tại Stockholm cũng đã đề cập tới các biện pháp đáp trả kỹ thuật và quân sự vào ngày 27 tháng 2, tùy thuộc mức độ triển khai quân đội và trang thiết bị của NATO đối với Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển nhấn mạnh bình luận của Nga không có gì đáng ngạc nhiên và nước này sẽ không cần lo lắng. Ông cho rằng Nga không ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO, nhưng quyền quyết định là của nước này.